Khám phá thế giới phần 4, bí ẩn hố xanh vùng Bahamas. Đảo Bahamas, một hòn đảo nhiệt đới bao bọc bởi cát trắng, nước biển trong xanh và những rạn san hô rực rỡ. Không chỉ có vậy, nơi đây còn là ẩn chứa một bí mật, là những chiếc hố xanh dưới đáy biển đẹp tựa như những hang động mang màu xanh của đại dương. Hố xanh là hang hay lỗ sụp nằm chìm phía dưới nước. Chúng còn được gọi là hang dốc đứng. Có rất nhiều loại hố xanh khác nhau quanh thế giới, từ Belize và quần đảo Bahamas đến Hồng Hải. Cái tên hố xanh Blue Hole được gọi là vì độ tương phản đáng kể giữa các màu xanh từ đậm đến nhạt. Do sự thay đổi độ sâu của nước biển, hố xanh được hình thành trong suốt kỷ băng hà. Khi mặt nước biển thấp hơn từ 100 đến 120 mét so với hiện tại. Hố xanh sâu nhất trên thế giới là Dent, có chiều sâu 220 mét, một vịnh ở phía tây Scotland Town của Long Island, Bahamas. Những lỗ xanh khác nhau có chiều sâu chỉ khoảng một nửa so với Dent, từ 100 đến 120 mét. Một vài chiếc hố đã tạo ra cả một hệ thống hang động ngầm nơi đây. Từ mặt nước nhìn sâu xuống, chúng giống như những chiếc hố gây gợn dưới lòng biển và thật sự là chúng rất nguy hiểm. Chính vì thế, chỉ có những thợ lặn chuyên nghiệp mới lặn được xuống những chiếc hố xanh này. Trong lòng hố sâu, sự lưu thông của những dòng nước không được thường xuyên nên khu vực này thiếu oxy trầm trọng. Cũng chính vì vậy, nơi đây đã hình thành nên một quần thể sinh vật biển rất đa dạng và kỳ lạ. Bây giờ Hương Giang 369 xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đi khám phá hố xanh sâu nhất thế giới này nhé. Đây là cái hố sâu nhất trong hệ thống hang ngầm ở Bahamas. Nó được đặt tên là hố Dent. Người thợ lặn này thì đang len lỏi xuyên qua những mảng đá. Chỉ một cú chạm nhẹ thì cũng có thể xóa đi dấu tích hàng nghìn năm động lại trên những chiếc mảng đá này. Màu đỏ hồng này thì được tạo ra bởi các loại vi khuẩn dưới độ sâu từ 9 đến 11 mét ở khu vực đảo Abaco trên biển Bahamas. Ở khu vực này thì có khí H2S rất độc hại. Chính vì thế thì các thợ lặn phải nhanh chóng vượt qua khu vực này. Anh chàng thợ lặn này thì đang xem xét bộ xương 3.000 năm tuổi của một con cá sấu Cuba trong lớp trầm tích ở đầm sau Mew, khu vực đảo Abaco. Loài vật này thì hiện không còn tìm thấy ở Bahamas nữa. Ở hố xanh, hầu như là không tồn tại khí oxy, cho nên bộ xương không bị oxy hóa và được bảo quản khá tốt. Các thợ lặn đang tiến vào cửa hang Stargate. Đây được gọi là cửa vào hố xanh. Trong đầm Samuel, thì thủ lĩnh đoàn thám hiểm cùng nhà nhân loại học Kenny Pott đang lặn xuống để xem xét lớp vi khuẩn bên trong hang. Thông qua việc nghiên cứu các loại vi khuẩn nơi đây, thì các nhà khoa học hy vọng rằng sẽ khám phá được vì sao những loài vi khuẩn nhỏ bé có thể chuyển thành những loài có cấu tạo đa dạng và phức tạp hơn. Và đây là loài tôm Aristocaris sinh sống trong những chiếc hố sâu này. Và chúng hầu như là không hề có sắc tố, chỉ có hệ tiêu hóa của chúng là có màu thôi. Và các bạn ngạc nhiên không? Đây là một loài động vật đã xuất hiện cách đây 3.000 năm. Hiện tại thì chúng sinh sống ở những chiếc hố xanh. Những con mồi của sống chủ yếu là loài giáp xác. Và chúng có vẻ ngoài giống như những con rết nhỏ. Chỗ này thì được coi là hố rác ở Bahamas. Nơi đây có rất nhiều loài sinh vật phù du sinh sống. Kenny Ward, một thành viên trong đội lặn đang tiến vào hang sâu ở Abaco. Nơi đây được biết đến như là một hang động trong lòng biển với một hệ sinh vật phong phú và những nhũ đá tuyệt đẹp. Nhưng những chiếc nhũ đá này thì có thể nứt gãy chỉ với một cái chạm tay nhẹ. Anh chàng thở lặn tên Brian Kakuk thì đang thu thập mẫu đất bụi đỏ cổ có nguồn gốc từ sa mạc Sahara. Trong lòng một rừng thạch nhũ trong hang Strap tại đảo Abaco, thì Brian Kakuk chiếu chiếc đèn pin rọi vào một cột măng đá mờ đục. Trong vùng biển nông, những hang động thường khô ráo hơn và vẫn xuất hiện nhiều mảng đá và thạch nhũ. Kenny đang thu thập một mẫu măng đá. Những người thợ lặn thì lặn xuống vùng hố này thường phải mang theo bình khí dự phòng, đề phòng những đợt thủy triều dâng và sóng lớn. Những chiếc lốp xe cũ và rác thải đã tạo nên một hố rác khá lớn ở dưới vùng biển Bahamas.
Cư dân nơi đây thì cũng thường dùng nước ở vùng này để sinh hoạt, và đó cũng chính là lý do mà chúng ta phải bảo vệ môi trường ở vùng nước này. Hố Điên được trang hoàng bởi những cột thạch nhũ và măng đá, nó mang một vẻ hoang sơ và có phần hơi rùng rợn. Nhà thám hiểm lên đến bờ lúc chập tối sau một ngày lặn dưới đầm Samil để thu thập các mẫu vi khuẩn và hóa thạch. Dưới đó giống như là một hành tinh khác vậy. Điều này còn vượt qua cả sự tưởng tượng của chúng tôi. Toàn cảnh hố Dan Slim chụp từ trên trực thăng một vẻ đẹp thật huyền bí.